Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series Shadow 2 cùng mình. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Ok. Rồi, thì để ủng hộ mình làm tiếp thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh cũng như là bình luận ở phía dưới nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một vũ khí mà nó quen vãi cả đáy anh em ạ. Thật sự mẹ luôn. Liềm cắt cỏ, không phải liềm của Pharaoh nữa, liềm cắt cỏ mẹ luôn ý. Thực sự vũ khí liềm cắt cỏ. Rất thất vọng về cái vũ khí này. Liềm cắt cỏ. Vâng. Một cái vũ khí đỉnh thật sự mẹ luôn. Liềm cắt cỏ. Mình vẫn chờ đợi bao năm để ra Moon Saber của mình. Ta mang bao tội lỗi đến thân ta giờ đây. Quật nào. Rồi, chúng ta sẽ quất nha. Viper, có gái mới rồi. Yeah. Đây rồi. Hai quả đào tiên. Ui rồi ôi. Nào gặt đào, nào gặt đào nào. Gặt đào anh em ạ, gặt đào, mình đang gặt đào. Ôi giời ơi. Gặt đào này. Úi giời ơi, quả gặt đào trúng đấy. Ai da. Ok. Bổ bố của con. Láo lếu. Ok. Chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Nào. Cầm hai quả búa liềm vách ở cứt nhỉ. Mình test thử cái công năng của cái mới đây. Ây à. Ô cái tiên sư mày. Thề luôn cái liềm gặt lúa này phế phái. Đấy rồi. Vâng, còn tí máu luôn. Đậu phụ nhà nó. Liềm gạt lúa phía vãi cứt. Ok. Rồi, chúng ta sẽ lên tiếp tục cái trận tiếp theo. Đây rồi. Vẫn là Moon Goose. Mọi thằng xin ra fake này. Xin ra hoàng gia anh em. Buồn cười. Cái liềm gạt lúa này nó phế quá. Có một cái chó móc cua này. Buồn cười. Ôi giời ơi. Móc từ dưới lên nó mới gọi là đau khổ. Đau không anh ơi. Đau không. Thốn chưa. Thốn giái. Thốn giái này. Ui. Mũi tên băng, à mũi tên sấm sét. Cái này nó hơi cùi thật, mình thật sự luôn ấy. Trông thật sự cùi bắp vãi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nào. Cùi thế nhỉ. Sao chúng ta toàn gặp những cái thằng quen thuộc vậy. Mình không thể nào ra được thằng mới hơn à. Để tao đổi mới cách nhìn à. Hiếp dâm con mắt quá. Toàn mấy thằng mới đầu trâu mặt ngựa mới này mới à, sợ cũ gì chứ. Sốc cha rồi. Chống cự làm cái gì? Đằng nào mày đã chết. Chống cự này. Chống cự cán bộ à? Giơ tay lên. Công an đây. Thế cái liềm này phế vãi cứt. Cái liềm này mình thực sự có những cái vũ khí trong Shadow Fire mà nó đều vãi cả đáy các bạn. Có trăm loại, hơn trăm loại vũ khí khác nhau thật đấy. Nhưng mà nó đều vãi cả lìn. Chẳng hạn như cái củ này nó giống hệt cái liềm Pharaoh cách đánh nó thấy mỗi cái cách đánh và cách đánh cái công bồi nó không có cái tác dụng đéo gì cho đời cả anh em thấy chưa bị cái thằng cùi bắp nó đá kìa rồi ôi giời ơi được cứu vãn được cái sóng điện nó cũng hay cứu vãn được cái sóng điện nó cũng hay chứ không cùi quá. Hơi cùi nhé. Thôi, chúng ta sẽ đánh lên cấp nhá. Chúng ta 225 rồi. Thôi cái liềm này mà mang vào trong boss đây 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 đây, đây. Talon đây 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 đây. Cái đối cái thằng chủ nhân. Cái thằng chủ nhân của cái thằng cầm liềm đây rồi. Thằng tên là Talon, trái tim. Thằng này tên là Talon anh em ạ.
cầm liềm tên là Talon, giống tên trong Liên Minh Phết ấy. Mà thôi mày chết được gì nữa. Vâng, anh cầm liềm với một vẻ mặt kiểu bị cào hai phát, ba phát ở đây này. Cầm liềm với một vẻ mặt kiểu tức giận. Trông giống Sparta anh em nhỉ. Trông kìa. Chạy tướng nhục mách cất. Nhờn với cụ này. Ây da, ôi mày thế không mất. Hơ hơ. Láo ở mày, bye. Đứng mà bổ tao. Mày bổ ai? Rồi chúng ta đã kết thúc được thằng Talon, chủ cây liềm. Ok, lên mẹ level 26 luôn, mày vãi cứt chưa anh em? Ai hí. Ok. Lên level 26 rồi thì xem vũ khí gì mới nào. Đây rồi. Đây rồi. Ôi trời ơi. Đây rồi, đây đôi rồi, đôi giày. Nhưng mà trong clip này thì mình vẫn phải update cái xích cầu của mẹ, mà mẹ này. Cái liềm gặt lúa. Đậu phụ cho nó. Nhưng mà mình đã tìm thấy Moon Saber, tìm thấy nguồn sống mới rồi. Cả nguồn sống bong chóc thu bé lại bằng nguồn, bằng một Moon Saber. Úi giời ơi. Nó gọi là tuyệt vời. Hi hi hi. Có Moon Saber rồi, ngại thằng đéo nó đâu. Quất hết, chấp hết. Một mình tao. Ui. Batman này anh em ơi. Mà là Batman này. Một mình tao chấp hết. Ok, Batman luôn. Rồi, Batman. À là Batman. Có bút. Có Batarang nữa thì hay. Ok. Rồi, chúng ta sẽ xuống dưới kia đấy thôi. Chúng ta xuống dưới kia tìm boss thôi. Thôi quất con này đã. Gì mà phải lăng nhăng. Quất con này đã. Ibis. Wow. À có một thằng Aquaman này. Có một thằng kiểu Yasuo. Nhưng mà Yasuo này cầm hai kiếm. Ông này cầm kiếm gỗ của Zoro đây. Trông giống. Chán chưa. Nhanh lên. Đến tập tiếp theo là ta đánh Moon Saber nào. Moon Saber của mình. Chờ đợi rất là lâu rồi. Đánh đến ải thứ tư năm mới có anh em ạ. Đánh đến ải thứ năm. Đánh ải thứ năm chúng ta mới có Moon Saber. Có Moon Saber để chơi rồi anh em ơi. Ui da đau. Bổ vào đầu mày này. Bổ vào đầu mày này. Ui giời ơi, nó gọi là tuyệt vời, ông mặt giời. Chúng ta đã có Moon Saber rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Xuống bot thôi. À, đánh nhanh bot à. Ok, chúng ta sẽ đánh thằng Fungus này nha anh em nhá. Đánh hôm nay đánh Fungus đi. Cho nó mới. Cho nó độc đáo. Đây rồi. Thằng Fungus. Mua cái này được không? Đã mua được. Fuck. Lại đã mua được. Chẳng lẽ dùng được mũi ngọc kia sao? Đã mua được cái gì cả? Quất luôn. Không mua được cái gì thôi. Đây rồi. Fungus. Cầm cái củ bìu này thì chúng ta có thể... nó béo vậy. Béo này. Mập đít. Mập đít này. Ôi giời ơi. Cái bao cát để chúng ta luyện kiếm đây ư. Ôi giời ơi, bạn ơi. Dẫm cái gì? Ông định dẫm cái gì? Mập đít này. Nó dẫm đấy. Dẫm mà. Dẫm mà. Ai à. Đánh ai? Định làm gì? Thôi. Riêng thằng này là nó tạo điều kiện công ăn việc làm cho anh em mình rồi. Ôi 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 ôi. Cái của mông. Ôi thôi. Sắp mà lờ. Mình nghĩ các bạn. Ui thảm dấp mẹ rồi. Cái của mông kìa anh em kìa. Anh em có thấy cái của mông không? Trying using another weapon. This may improve your performance. What the fuck man. Ta không muốn cho cái Moon Saber vào đây đâu. Ok.
Chúng ta đang ở dưới này. Chúng ta có thể skip và chúng ta có thể đánh tiếp. Nói chung là thằng mập này chúng ta có thể xử lý được. Ai ghê quá. Bình tĩnh mày. Lại bom tiếp kìa. Liên hoàn bom luôn. Liên hoàn mắm tôm. Vả vặt. Liên hoàn vả mắm tôm luôn. Dậm ai? Ông dậm cái gì? Dậm này. Tao bổ cho mày chết. Ai da. Batman bị thằng mập đánh. Ui. Thằng mập mày ghê vậy. Nó có trưởng của mông kinh lắm nhá. Ui vụt chết mình rồi. Thằng mập này nó có trưởng của mông. Khóa mình lại. Cày. Cày vãi. Ok, mình lên đầu mẹ rồi. Đéo mua được. Đéo mua à đây skip được mà. Đéo skip được, what the fuck man. Đéo skip được thì chơi làm cái gì. Đéo skip được thật này. Wait a minute. Sao không skip được ta? Thì trong lúc chờ đợi thì qua đây học võ vậy. Rain Penrick Handbreaker Steel Foot này. Block Breaker. Ok. Nào. Xem có làm tí được chưa. Vãi cứt. Một giây nó có. Một giây mình bấm mẹ vào thì là mất mẹ một ngọc rồi. Hôm sau mình hack này anh em. Ôi trời ơi. Đau đầu không. Thằng béo. Massage trị liệu free đấy các bạn ạ. Bụt này tao vào võ xong với mày. Trời ơi, úi trời ơi. Nổ. Sốc điện. Mình cho nó quả sốc điện một cười vậy. Dậm cái gì? Tao bảo không cho mày dậm cơ mà. Lại dậm. Mình anh em có thấy không? Kiểu mình chỉ được khoảng tối đa 3 quả bom cho một trận đấy. Thế nên là thằng này nó rất là khó chết. 300 điểm rồi. Ôi giời ơi, ông speed jump ông nhảy qua đầu mình rồi. Lại đeo mua được. Ôi, trong khi đấy lên đây đánh này. À không đánh được mà. Nó sao đánh được. Không đánh được thật. Thật sự luôn. 18 giây này. Đây 6 giây thì skip được. Kiểu cái trò này nó hack nhưng mà kiểu hack có lương tâm ấy. Đéo phải rush một phát là lên. Đánh xong là rush luôn ấy. Trò này lương tâm anh cứt. 40 cây máu thì đánh là mút chỉ thần công khai thông lũ đít à. Hit cơ mông vận nội công. Ra quả bom nào. Gồng credit, hit cơ mông, vận nỗi công. Định mạnh cho mày. Úi dồi ôi, cay chưa. Mình đang đi dùng dáng long thập bắt trưởng. Úi dồi ôi, mất cả cây luôn. Ok, cay đấy. À cay đấy anh em ạ. Cay vét đấy. Rồi. Lại đéo được. Ok, thì để bọn mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Và chắc chắn con này sẽ chết rồi nhưng mà hơi lâu đấy. Bye bye anh em nha. Bye bye.